nay tôi xin giới thiệu đến với các bác một cái món ăn vô cùng ngon. Vô cùng ngon các bác nhá. Mà ở Việt Nam chúng ta ấy, rất ít người biết làm cái món này. Đó là món đào sấy dẻo. Đây. Ở Việt Nam chúng ta ấy, rất ít người biết làm cái món này nhé các bác nhá. Đào bây giờ đang rất rẻ. Có 6.000, 7.000 rồi đến 10.000 một cân thôi. Cực kỳ ngon các bác nhá. Nhưng rất ít người biết cách để chúng ta làm cái món này. Chúng ta có thể bảo quản cả năm. Chúng ta ăn đến khi mà nó hết vụ đào rồi ấy, thì chúng ta vẫn có đào để ăn, để tiếp khách các bác nhé. Các bác đã ăn hồng sấy dẻo chưa? Đấy, nó sẽ như kiểu là hồng sấy dẻo ấy các bác ạ. Mà quả đào này nó sẽ ngon hơn nhiều cái quả hồng. Thì bây giờ tôi xin mời các bác đi vào chi tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau làm món đào sấy dẻo này nhé các bác nhé. Vâng, trước khi chúng ta đi vào chi tiết cách làm món đào sấy dẻo này thì tôi cũng nhờ các bác là bấm giúp tôi một nút đăng ký kênh và ấn cái chuông bên cạnh để khi nào đấy tôi có video ấy thì sẽ có email thông báo để hiện đến cho các bác nhé. Còn bây giờ mời các bác chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm món đào sấy dẻo này. Vâng, xin chào các bác, đây là quả đào lông mà tôi đã gọt ra đây. Thì trước khi gọt chúng ta sẽ phải ngâm qua nước muối nha các bác nhá. Xong rồi các bác hứa cho tôi như này để chúng ta đi ướp đường. Này, các bác sẽ hứa như này cho tôi, sau đó chúng ta xếp vào. Chúng ta sẽ phải khứa như này để cho đường nó ngấm vào các bác nhé. Sau khi sên ấy thì nó nở ra thành cái múi, nó sẽ đẹp các bác ạ. Đây. Các bác sẽ khứa cho tôi như này. Tùy các bác thích khứa to hay khứa bé thì tùy. Thế thông thường chúng ta sẽ khứa ra làm 6 miếng. Các bác lưu ý là chúng ta nên chọn những quả nào nó vẫn còn cứng thì nó sẽ ngon hơn các bác nhé. Không nên chọn những quả nào nó chín hẳn đâu. Và hai nữa là chúng ta làm thì chúng ta cũng nên chọn những cái quả nó đều với nhau. Hôm nay tôi làm ở dưới này là tôi bán hàng nên là nó sẽ hơi ồn một chút các bác ạ. Các bác nghe thì các bác thông cảm không? Chúng ta tận dụng nắng này để chúng ta làm đào sấy thì cực kỳ ngon. Nếu mà trời nó không nắng thì các bác có thể sấy bằng lò vi sóng hoặc là sấy bằng bếp. Là nồi chiên không dầu cũng được các bạn, nhưng mà nếu như mà trời nắng chúng ta phơi được trên nắng là ngon nhất các bạn. Thì tôi thông thường là tôi một quả đào là tôi sẽ bổ thành 6 múi các bạn. Đấy. Sau cái đó chúng ta là xếp vào trong một cái lọ hoặc một cái âu. Thì cứ mỗi một lượt đào thì các bác sẽ cho một lượt đường xuống. Các bác nhé, đây. Mỗi một lượt đào thì các bác cho một lượt đường xuống. Các bác xếp đào. Ta xếp làm sao cho nó gọn nhé các bác nhé. Các bác xếp gọn thì các bác lại cho một lượt đường nữa thôi. Như này. Để chúng ta ướp. Cái này thì các bác nên ướp khoảng độ 30% đường các bác nhé. Tức là 10 cân đào thì các bác sẽ ướp với 3 cân đường. Tương đương với 1 cân đào ấy với 3 lạng đường các bác nhé. Các bác ướp cho tôi như này. Chúng ta khứa đi xong rồi chúng ta ướp. Một lượt đào và một lượt đường. Đây các bạn này. Tôi sẽ làm ra hai lọ cho nó phải chặt. Ta sẽ ướp một lượt đường. Đến khi mà cái đường của chúng ta nó tan hoàn toàn ấy thì các bác sẽ lấy cái nước đường đó để chúng ta đi sên lại. Thì sau khi thành phẩm ra cái này chúng ta sẽ bảo quản để ăn cả năm được các bạn. Đây là cái cách mà người Trung Quốc người ta dùng để ướp đào đấy. Mà chúng ta thì hay gọi là làm ô mai hay là làm đào sấy dẻo đấy. Đây còn một
Chút nữa thì tôi sẽ cho vào đây tôi ướp. Chỗ này thì tôi sẽ bổ nhỏ ra các bác ạ. Chúng ta muốn phơi nhanh thì chúng ta bổ nhỏ ra. Thế còn nếu mà để đẹp ấy thì các bác sẽ làm cả quả. Cả quả thì nó sẽ đẹp hơn các bác ạ. Đây, sau khoảng độ 3 tiếng chúng ta ngâm với đường thì toàn bộ đường phía trên mặt đã tan hết các bác nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy cái quả đào này ra và đi đun cái phần nước này lên các bác. Đun cái phần nước này lên để sau đó chúng ta xên với đào các bác nhé. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cái phần quả đào này ra. Chúng ta sẽ nhặt riêng những quả đào này ra này các bác này. Sau đó chúng ta đi đun cái phần nước đường ở dưới này. Chúng ta đun là chúng ta chỉ đun cái nước đường này không thôi các bác nhé. Các bác lưu ý đó là chúng ta chỉ đun cái phần nước đường này thôi. Thế còn chúng ta không cho thêm nước đâu. Bên này cũng vậy. Đây, tôi đã vớt hết ra đây các bác nhé. Đây là phần nước đường. Đây là phần nước đường này các bác này. Thì bây giờ tôi sẽ đi tôi đun cái phần nước đường này lên nhá. Đây là phần tôi cắt ra. Còn đây là phần tôi để cả quả các bác nhá. Hôm nay tôi sẽ làm thử hai loại xem. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên chúng ta xên nước đường các bác nhá. Đây, tôi sẽ dùng cái chảo như này. Các bác lưu ý nhé là các bác chỉ đun cái phần nước của nó thôi nhé. Chứ chúng ta không nên cho thêm nước nhé. Sau khi mà đường của chúng ta đã được rồi ấy, đã sôi lên rồi ấy, thì các bác sẽ cho đào vào nhé. Sở dĩ bảo quản cái quả đào này nó không như các quả khác các bạn. Việc bảo quản cái quả đào này là cực kỳ khó khăn. Nên chúng ta mà muốn làm đào sấy hoặc là bảo quản được lâu ấy thì chúng ta phải đi xên với nước đường này các bác nhé. Chúng ta sẽ đun cái phần nước đường này lên. Sau đó chúng ta cho đào vào chúng ta xên. Gọi là luộc đấy các bác ạ. Thì cái phần nước đường này nó sẽ ngấm vào quả đào của chúng ta. Cái phần nước đường này nó sẽ bao quát toàn bộ cái quả đào của chúng ta. Thì như vậy là sau khi đó chúng ta đi chúng ta phơi ấy, thì nó mới không hỏng được các bác nhé. Các bác ơi, sau khi đào của chúng ta đã sôi như này rồi nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ vớt ra. Thì các bác lưu ý là các bác vớt ra những cái như này cho tôi. Bây giờ tôi sẽ vớt ra cái nồi hấp này. Thì để cho cái phần nước nó sẽ chảy xuống dưới. Cái này các bác lưu ý là các bác không đun, nên đun lâu nhá. Đun lâu ấy là nó mất hết cái vị của quả đào đấy, nó cũng không ngon đâu. Chúng ta không nên đun lâu. Và lúc vớt ra thì các bác nên vớt ra như thế này. Còn nếu không nhà ta có lấy cái rổ ấy các bác vớt ra. Đây, như là cực kỳ ngon này các bác này. Chúng ta ra làm ra cái màu như này là cực kỳ đẹp các bác nhé. Thế sau cái quá trình phơi ấy thì nó sẽ xuống cái màu, xuống màu như màu cánh gián ấy. Là sẽ đẹp các bác, các bác yên tâm. Nếu như các bác dùng cái đường vàng ấy thì nó sẽ xuống màu ngay. Nhưng mà mùi vị nó sẽ không ngon đâu. Chúng ta nên dùng đường trắng các bác nhé. Hôm nay tôi dùng đường trắng đấy. Đẹp như này các bác này. Đó. Đây là cách làm của người Trung Quốc các bác nhé. Ít người làm như này lắm. Còn bây giờ thì tôi sẽ cho nốt cái phần này vào để tôi xên nốt. Đấy.
Vâng, thưa các bác, thì đây là đào sau khi tôi đã sên ra. Đây các bác nhìn này, đẹp như này cơ. Thì bây giờ tôi sẽ phơi ở đây nha các bác nhé. Chúng ta nên chọn những cái ngày các bác muốn làm được cái món này ấy, thì các bác phải xem dự báo thời tiết. Chúng ta nên chọn những cái ngày nó nắng đẹp, nắng tầm 36, 37, 38, 39 độ đấy. Thì nắng trong vòng khoảng độ 4-5 ngày là ok các bác nhé. Còn nếu như những ngày nó không nắng là các bác không làm được cái món này đâu. Đấy, để ngon lắm các bác ạ. Bây giờ tôi sẽ phơi đây. Đây các bác này, nhìn đẹp như này cơ mà các bác. Bây giờ chúng ta sẽ đi, chúng ta phơi. Các bác sẽ cho ra cái xảo hoặc là cái rổ đấy chúng ta phơi. Nhưng lại loại là phơi ra chỗ nào nó nắng thật to các bác nhé. Tôi thì tôi phơi ở ban công. Để làm thành công được cái món này ấy, thì điều quan trọng nhất các bác, điều quan trọng nhất đó là thời tiết. Tôi phải canh thời tiết. Như đợt này là nó nắng nóng kéo dài ấy. Nó nắng nóng gần một tuần cơ. Và đợt này nắng cao điểm là lên đến 39 độ, 40 độ. Thì tôi sẽ làm. Các bác cứ canh nắng được khoảng độ 4-5 ngày là các bác thành công. Nhá. Các bác cứ canh nắng nóng nó kéo dài độ 4-5 ngày ấy là chúng ta sẽ thành công. Sau khi chúng ta phơi được khoảng độ 5 ngày. Sau khi chúng ta phơi được khoảng độ 5 ngày thì hoàn toàn cái bề mặt của nó se lại thì chúng ta coi như là cái thành phẩm của chúng ta được các bác nhé. Thôi, bây giờ tôi cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm giúp tôi một nút đăng ký kênh bên dưới. Và các bác phải nhớ bật chuông nhé. Các bác phải nhớ bật chuông. Thì để khi tôi ra video ấy thì các bác sẽ nhận được cái thông báo và các bác có thể xem được những cái video của tôi. Còn bây giờ thì chúc các bác thành công với những món ăn của mình.